nhằm làm tốt công tác chuẩn bị hội thảo 70 năm chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quang ngày 25 tháng 9 1952, ngày 25 tháng 9 năm 2022. Vào chiều qua, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra thực tế tại di tích chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quang, bìa chiến tích Lệ Sơn, Sao Hòa Thiến, huyện Hòa Văn. Sau khi nghe các sở ngành địa phương báo cáo kết quả công tác chuẩn bị như báo cáo tham luận, tại hội thảo, trang trí cổ động, tuyên truyền, các hoạt động dân hương, viếng nghĩa trang, thăm gia đình chính sách, tôn tạo sửa chữa hai bia chiến tích cơ bản hoàn thành. Kết luận tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phần việc đã được giao, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đảm bảo hội thảo diễn ra trang trọng, ý nghĩa, khẳng định được vị trí, vai trò to lớn của chiến thắng đủ nhất Hải Vân Quang. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là dịp để giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân cả nước nói chung, của quân và dân Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng. Do đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng để bù đắp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của cha ông đến thế hệ hôm nay và mai sau. Dự kiến hội thảo 70 năm chiến thắng độ nhất Hải Vân Quang sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 9.